chào quý vị và các bạn. Trong chương trình truyền hình hôm nay của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút, mở đầu là bản tin thời sự trong huyện, tiếp theo là chuyên mục An ninh trật tự Chư Rút, sau đây là nội dung chương trình. Thưa quý vị và các bạn, trong chương trình thời sự hôm nay gồm có những thông tin đáng chú ý sau. Đoàn kiểm tra thực hiện quyết định số 81/2014 QĐ-TTg của tỉnh làm việc với huyện Chư Rút. Ban tuyên giáo huyện ủy Chư Rút tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12. Các hoạt động nhân kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Phần cuối chương trình là phóng sự Trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu 10 năm xây dựng và trưởng thành. Sau đây là nội dung chương trình, mời quý vị và các bạn cùng theo dõi. Sáng ngày 17 tháng 11, đoàn kiểm tra thực hiện quyết định số 81/2014 QĐ-TTg của tỉnh đã có buổi làm việc với huyện Chư Rút để đánh giá kết quả thực hiện quyết định số 81 và đề ra phương hướng nhiệm vụ triển khai thực hiện trong thời gian tới. Tiếp đoàn có ông Vũ Văn Bính, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Chư Rút. Tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra đã được nghe báo cáo về kết quả thực hiện quyết định số 81/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phối hợp giữa các bộ, ngành, ủy ban nhân dân các cấp với các cấp Hội Nông dân Việt Nam trong việc tiếp công dân giải quyết khiếu nại, tố cáo của nông dân. Theo đó, tính đến tháng 8 năm 2016, toàn huyện đã thực hiện 108 lượt tiếp công dân, nhận và xử lý 135 đơn thư khiếu nại, đạt tỷ lệ 100%, tổ chức 4 lớp tập huấn với trên 275 lượt người tham dự để tuyên truyền phổ biến pháp luật cho cán bộ, hội viên nông dân trên địa bàn huyện, tổ chức tiếp dân theo định kỳ hàng tháng để nghe phản ánh các nội dung tố cáo, khiếu nại của người dân và đề ra hướng giải quyết. Cũng tại buổi làm việc, đoàn kiểm tra của tỉnh đã đề nghị Ban chỉ đạo thực hiện quyết định số 81 huyện Chư Rút tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả quyết định số 81 của Chính phủ, tăng cường công tác trao đổi, cung cấp thông tin giữa các thành viên để nâng cao hiệu quả hoạt động của Ban chỉ đạo. Sáng ngày 16 và 17 tháng 11, Ban tuyên giáo huyện ủy Chư Rút phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức các cơ quan, đơn vị, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện. Tại hội nghị, ông Đậu Đình Thái, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban tuyên giáo huyện ủy đã thông báo một số nội dung chính của hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 như tình hình kinh tế xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, một số chủ trương chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế, thực hiện hiệu quả tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, giữ vững ổn định chính trị xã hội trong bối cảnh nước ta tham gia các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng, chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Thông qua hội nghị nhằm thống nhất nhận thức, tư tưởng, hành động của cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang với những nội dung mà hội nghị Ban chấp hành Trung ương Đảng lần thứ tư đã thông qua. Qua đó tiếp tục đẩy mạnh thực hiện có hiệu quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng các tổ chức cơ sở đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Sáng ngày 16 tháng 11, Đảng bộ thị trấn E Tờ Linh cũng đã tổ chức hội nghị thông báo nhanh kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 cho đội ngũ cán bộ, đảng viên của thị trấn. Tại hội nghị, các đại biểu được nghe thông báo nhanh về kết quả hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 với các nội dung cụ thể như tình hình kinh tế xã hội năm 2016, dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2017, tăng cường xây dựng, chỉnh đốn đảng, ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ và một số vấn đề quan trọng khác. Qua hội nghị nhằm giúp cán bộ đảng viên trên địa bàn thị trấn nắm được những nội dung chủ trương của Đảng trong hội nghị lần thứ tư của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12, từ đó thống nhất tư tưởng hành động của đội ngũ cán bộ đảng viên, luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp.
Chiều ngày 15 tháng 11, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Sút đã tổ chức họp đánh giá kết quả công tác vận động hiến máu tình nguyện đợt 1 và triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016. Ông Vũ Văn Bính, huyện ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, trưởng Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện chủ trì cuộc họp. Tại cuộc họp, các đại biểu được nghe báo cáo về kết quả thực hiện công tác hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2016. Theo đó, hoạt động hiến máu tình nguyện đợt 1 năm 2016 đã đạt được kết quả đáng khích lệ. Số tình nguyện viên tham gia hiến máu vượt chỉ tiêu, đạt 103% kế hoạch với 672 đơn vị máu sạch được tiếp nhận. Trong đó có một số đơn vị có số lượng tình nguyện viên tham gia hiến máu đạt cao như xã Nam Song, trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu, xã Trúc Sơn, xã Đắc Nguyên. Từ kết quả tích cực đã đạt được, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Chư Sút tiếp tục triển khai kế hoạch tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 năm 2016. Theo đó, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện đã đề ra chỉ tiêu phấn đấu vận động từ 750 đến 800 tình nguyện viên đăng ký tham gia hiến máu và tiếp nhận từ 550 đến 600 đơn vị máu sạch. Được biết, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện sẽ tổ chức hiến máu tình nguyện đợt 2 tại Phòng Văn hóa Thông tin huyện vào lúc 13 giờ đến 17 giờ ngày 29 tháng 11 năm 2016. Sáng ngày 17 tháng 11, tại Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện, Ủy ban Nhân dân thị trấn Etherling đã tổ chức gặp mặt tọa đàm chào mừng 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2016. Đến dự có đông đảo cán bộ, giáo viên, các trường học trên địa bàn thị trấn. Trước khi bước vào buổi tọa đàm là các tiết mục văn nghệ do các em học sinh và giáo viên của các trường biểu diễn, tạo nên không khí đầm ấm sôi nổi của một ngày hội. Tại buổi tọa đàm, các đại biểu đã cùng nhau ôn lại truyền thống của Ngày Nhà giáo Việt Nam, những đóng góp to lớn của đội ngũ thầy cô giáo đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo. Ông Nguyễn Hữu Ánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thị trấn Etherling đã gửi lời chúc mừng đến toàn thể cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường học trên địa bàn thị trấn. Mong các thầy cô giáo luôn là tấm gương sáng, là những người lái đò thầm lặng, chở các em học sinh đến những bến bờ trí thức, góp phần vào sự nghiệp chồng người của địa phương. Nhân dịp này, Ủy ban Nhân dân thị trấn cũng đã tặng những bó hoa tươi thắm để tri ân đến đội ngũ, cán bộ, giáo viên đã chung tay góp sức, cống hiến hết sức mình cho sự phát triển chung của thị trấn Etherling nói riêng và cho sự nghiệp giáo dục của đất nước nói chung trong suốt những năm qua. Cũng tại buổi lễ, các đại biểu còn được nghe những tâm tư nguyện vọng của các cán bộ, giáo viên, những người đã và đang công tác hay những giáo viên đã nghỉ hưu đối với sự nghiệp giáo dục đào tạo của địa phương. Ngày Nhà giáo Việt Nam là ngày hội lớn nhằm mục đích tôn vinh những người hoạt động trong ngành giáo dục. Đồng thời, đây cũng là dịp để các thế hệ học trò bày tỏ lòng biết ơn với thầy cô giáo của mình. Thực hiện điều lệ đoàn về việc xét trưởng thành đoàn cho đoàn viên từ 30 tuổi trở lên có nguyện vọng rời khỏi tổ chức đoàn để tham gia các tổ chức chính trị xã hội khác. Sáng ngày 17 tháng 11, Đoàn Cơ quan Chính quyền huyện đã long trọng tổ chức lễ trưởng thành đoàn cho 12 đoàn viên thuộc các chi đoàn cơ sở trực thuộc. Tại buổi lễ, các đoàn viên đã được nghe tóm tắt quá trình sinh hoạt đoàn và những thành tích đóng góp của 12 đoàn viên trưởng thành. Theo đó, anh Nguyễn Hữu Hải, Bí thư Đoàn Cơ quan Chính quyền đã biểu dương và ghi nhận những đóng góp của các đoàn viên trưởng thành trong xây dựng tổ chức đoàn cũng như các phong trào hoạt động do đoàn phát động. Đồng thời, mong muốn các đoàn viên trưởng thành dù rời tổ chức đoàn nhưng sẽ vẫn luôn quan tâm và giúp đỡ Đoàn Cơ quan Chính quyền trong mọi hoạt động. Cũng tại buổi lễ, các đoàn viên đã chia sẻ sự xúc động khi được trưởng thành đoàn, đồng thời nhắn gửi đến các bạn đoàn viên còn sinh hoạt phải luôn phấn đấu, rèn luyện, góp sức mình vào việc xây dựng và nâng cao chất lượng hoạt động của tổ chức đoàn, để xứng đáng là đoàn viên thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh. Nhân dịp này, Đoàn Cơ quan Chính quyền cũng đã trao giấy chứng nhận đoàn viên trưởng thành cho 12 đoàn viên. Thiết thực chào mừng kỷ niệm 34 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 năm 1982, 20 tháng 11 năm 2016. Tối ngày 16 tháng 11, các trường học trên địa bàn xã Trúc Sơn đã tổ chức đêm văn nghệ chào mừng với nhiều tiết mục hấp dẫn và đặc sắc. Đêm văn nghệ có sự tham gia của các thầy cô giáo, các bậc phụ huynh và các em học sinh trường Trung học cơ sở Võ Thị Sáu, trường Tiểu học Phan Đăng Lưu và trường Mẫu giáo Trúc Sơn.
Đêm văn nghệ diễn ra trong không khí vui tươi, sôi động với nhiều tiết mục được dàn dựng công phu, phong cách biểu diễn độc đáo, đa dạng về thể loại như đơn ca, tốp ca, múa, nhảy hiện đại. Các tiết mục đã nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Với những lời ca tiếng hát, những điệu nhảy sôi động của mình, các em học sinh đã đem đến những món quà ý nghĩa dâng tặng thầy cô nhân ngày Nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11. Qua đó bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc của các thế hệ học trò đối với các thầy cô giáo, những người đã đóng góp bao công sức và tâm huyết cho sự nghiệp chồng người. Thực hiện chương trình Mục tiêu Quốc gia về xây dựng nông thôn mới trong năm 2016, xã Ebo đã huy động mọi nguồn lực để nâng cấp và sửa chữa trên 3.000 mét đường giao thông nông thôn. Theo đó, trong năm 2016, xã Ebo đã sửa chữa tuyến đường từ thôn Đắc Thanh đi thôn Nam Thanh với chiều dài 720 mét, tuyến đường của thôn Hợp Tân có chiều dài 560 mét, tuyến đường của thôn Bằng Sơn dài 1 km và tuyến đường Mỏ Thượng nối từ thôn Tân Sơn đi thôn Nam Tiến dài 2 km với tổng kinh phí đầu tư xây dựng hàng tỷ đồng. Khi các tuyến đường giao thông nông thôn của xã Ebo được đầu tư nâng cấp, tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại, đẩy mạnh phát triển kinh tế. Nhờ vậy, phong trào làm đường giao thông nông thôn đã tạo sự đồng thuận của nhân dân, góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, kinh tế xã hội ở địa phương ngày càng phát triển. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 16 tháng 11, thầy và trò trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu đã tổ chức lễ kỷ niệm 10 năm thành lập trường. Đến dự có đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh, ông Nguyễn Tuấn Phúc, tỉnh ủy viên, bí thư huyện ủy Chư Sút, Thường trực Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân huyện, lãnh đạo các ban đảng huyện ủy. Trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu được thành lập năm 2006. Ban đầu nhà trường có 12 phòng học với gần 1.700 học sinh được biên chế ở 39 lớp học với 56 cán bộ giáo viên. Với quyết tâm khắc phục mọi khó khăn, xác định nhiệm vụ trọng tâm trước mắt, xây dựng kế hoạch chiến lược lâu dài. Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, đến nay nhà trường đã có cơ sở vật chất khang trang, đáp ứng được yêu cầu dạy và học ở địa phương. Được biết, ngay từ năm học đầu tiên, Ban giám hiệu nhà trường đã đặt công tác giáo dục đạo đức cho học sinh lên hàng đầu, từ đó làm đòn bẩy thúc đẩy phong trào học tập văn hóa trong học sinh. Nhà trường đã bố trí sắp xếp việc đứng lớp của giáo viên chủ nhiệm một cách hợp lý, nên đã tăng cường được vai trò của giáo viên chủ nhiệm trong việc kiểm tra, theo dõi quá trình học tập và diễn biến tư tưởng của học sinh. Từ đó có biện pháp giúp đỡ, bồi dưỡng những học sinh cá biệt yếu kém. Thường xuyên tổ chức các đợt thi đua theo chủ đề với các nội dung cụ thể, thiết thực nhằm tạo ra không khí thi đua giữa các lớp. Ngoài ra, nhà trường còn phối hợp chặt chẽ với hội phụ huynh học sinh, đặc biệt đối với học sinh có biểu hiện chưa tốt để có biện pháp giáo dục nhân cách đạo đức một cách có hiệu quả nhất. Thầy giáo Nguyễn Viết Thanh, Hiệu trưởng Trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu cho biết. Nhà trường đã trải qua một cái chặng đường, dù có thể gọi là dài thì cũng chưa là dài, nhưng mà cũng không phải là ngắn. Thì trong cái 10 năm phát triển đấy, thì thứ nhất về cái phần chất lượng đội ngũ, thì nhà trường đã có một cái sự tiến bộ vượt bậc về đội ngũ. Hiện nay thì nhà trường đã có được là 100% là cán bộ công chức là đạt chuẩn, và trong đó thì có 6 cán bộ giáo viên là trên chuẩn. Về cái học sinh thì nhà trường nhận thấy rằng càng ngày các em càng hoàn thiện hơn về nhờ vào cái sự quan tâm của các cấp lãnh đạo, của đảng, chính quyền và sự quan tâm của các bậc cha mẹ học sinh thì các em chúng ta đã đạt những cái thành tựu cũng rất là đáng trân trọng trong thời gian qua. Về cơ sở vật chất thì chúng ta có thể nhìn thấy rằng ngôi trường chúng ta được 10 năm, khi thành lập chúng ta chỉ có được một cái dãy nhà là 12 phòng. Nhưng đến nay chúng ta đã thấy là về cơ sở vật chất là tương đối là khang trang và sạch đẹp. Song song với công tác giáo dục đạo đức và nhân cách cho học sinh, nhà trường đã hoàn thành đầy đủ chương trình của tất cả các môn học theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Phân công giáo viên đứng lớp hợp lý, thường xuyên tổ chức các buổi thao giảng dự giờ để đánh giá chất lượng giáo viên. Do đặc điểm tuyển sinh nên chất lượng đầu vào của học sinh còn nhiều bất cập, nhà trường đã có nhiều biện pháp để từng bước đảm bảo chất lượng dạy và học. Chỉ đạo chặt chẽ các giờ nội khóa đảm bảo tính liên tục, giúp các em hệ thống được kiến thức, tổ chức cho giáo viên phụ đạo những học sinh yếu kém, khuyến khích động viên kịp thời những học sinh có ý thức cầu tiến và học tập tiến bộ. Từ những cố gắng vượt khó của thầy và trò, Trường Trung học Phổ thông Phan Bội Châu đã tạo được những chuyển biến tích cực. Kết quả học tập năm sau cao hơn năm trước, tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp ngày càng cao.
Năm học 2015-2016, toàn trường có 1.168 em học sinh. Trong đó có 26 em học sinh giỏi, 314 em học sinh khá, đạt một giải Olympic quốc gia. 10 giáo viên đạt giáo viên dạy giỏi cấp trường. Trong cuộc thi sáng kiến kinh nghiệm cấp tỉnh, trường có 1 giải A, 1 giải B và 2 giải C. Từ kết quả này góp phần động viên và khuyến khích thầy và trò trường Phan Bội Châu hăng say học tập và xây dựng ước mơ cho tương lai. Trong quãng thời gian học sinh của em có rất là nhiều kỷ niệm đối với các thầy cô ở trong trường, đặc biệt đó là những cái giờ, nhất là những cái giáo viên chủ nhiệm của trong suốt 3 năm học qua. Và có một điều có thể nói đó là giáo viên trường mình hết sức là tận tâm, tận lực với học sinh. Thầy và cô thì rất là tận tình trong từng tiết học của bọn em, chăm đỡ bọn em từng tí một, giúp bọn em có nhiều kiến thức mới. Em nghĩ với sự giúp đỡ của thầy cô tốt như thế này thì sau này chúng em ra trường sẽ có nhiều kiến thức tốt hơn ạ. Em xin hứa là sau này ra khỏi trường hay là chưa thì với những ngày kỷ niệm của trường em sẽ cố gắng hết sức. Tại buổi lễ, các đồng chí lãnh đạo địa phương và Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh đã ghi nhận sự nỗ lực của thầy và trò nhà trường trong 10 năm xây dựng và trưởng thành. Đồng thời, đề nghị nhà trường cần nâng cao hơn nữa chất lượng giáo dục, tiếp tục thực hiện đổi mới căn bản toàn diện giáo dục đào tạo theo nghị quyết hội nghị lần thứ 8 Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 đã đề ra. Đồng thời, mỗi cán bộ giáo viên không ngừng học hỏi, nâng cao trình độ nghiệp vụ chuyên môn, đạo đức nghề nghiệp, khắc phục khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Phấn đấu xây dựng trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu đạt chuẩn quốc gia vào năm 2020. Thời gian tới thì nhà trường là tiếp tục đầu tư về nâng cao chất lượng đội ngũ giáo viên, sẽ cử nhiều giáo viên đi học thạc sĩ để bên cạnh đó chúng ta sẽ nâng cao về cái chất lượng là mũi nhọn học sinh, nâng cao cái tỷ lệ học sinh giỏi cấp tỉnh, cấp quốc gia. Và đồng thời bên cạnh đó thì nhà trường sẽ phấn đấu đạt trường chuẩn quốc gia trong cái năm 2020. Có thể nói, trải qua chặng đường 10 năm hình thành và phát triển, những thành quả mà thầy và trò trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu đã đạt được là rất đáng ghi nhận. Đây là bước khởi đầu thành công, tạo tiền đề để trường Trung học phổ thông Phan Bội Châu có những bước phát triển vững chắc và toàn diện hơn trong những năm học tới. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình thời sự của Đài Truyền thanh Truyền hình huyện Chư Rút hôm nay đến đây xin tạm dừng. Cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn có thể xem lại chương trình này trên địa chỉ website daichuyenthanh.chusut.daknong.gov.vn. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình lần sau. Thân ái chào tạm biệt.